quá vậy. Trời ơi, bự kìa. Có hả? Có gắn đó kìa. Đó. Quay đi mày. Để xuống chiếc gom á. À đúng rồi đó. Chục con không? Bên kia đấy là chục con rồi. Ừ. Rồi, đây nữa nè. Ngắm nước bự ghê trời. Còn cái kìm bờ nữa. Ủa cái bọc bờ đâu mày? Để ngắm mở rồi, ta xách cái rồi luôn. Đó, chặt. Con á? Ừ. Em con gì ta? Con đen hả? Ủa dính gắn nữa kìa. Ủa gắn nữa kìa. Đó. Sao chập cái đầu? Sao vậy? Sợ con gắn hả? Gãy xe kìa anh hai ơi. Đừng em gãy là xe cáo. Quay thì quay đi. Nắm đầu đi. Để xuống á, để xuống chiếc gom á. Ờ đúng rồi đó. Vô con nách nha. Vô con nách nha. Thank you.
chuột nó chuột. Chuột. Con chuột chứ không phải con rắn. Trời ơi, bự kìa. Đi con. Lúc nó mới ăn con gì á. Đây nữa nè. Để em đổi cho. Hôm nay ra bằng cái gì? Con nó có hả? Đột đủ mấy nó cắn con không? Trời ơi, nói con ra bắt răng đi. Hai con bắt chín răng chúa luôn rồi. Con mấy con nữa vậy? Quả dữ, một bao gắn luôn. Thứ gì chịu nổi. Nè, cá lóc nữa kìa. Đem đại gì nhỏ chứ sao chắc hoài được. Còn không? Ở đây bắt cá lóc nữa kìa. Bắt cá lóc ra thì để coi trong đó chết. Thử coi cho tao quá. Rồi nó đủ còn để coi chứ đúng. Gắn giữ gắn thì bụng quá sáng hồi nay vô nó cắn nó cũng chết rồi đó. Mẹ đi, chết rồi cô. Còn ở đây. Đây mà bỏ vỏ nào? Vỏ nào đây nè? Cá lóc nè. Sư phụ, lóc nó gom toàn ra, gom toàn đây. Rồi, à, bao. Anh này dắt. Vẫn nửa ký không ta? Nửa ký không? Rồi. Gắn nước mà, gắn nước lúc nào cũng có mỡ hết trơn á. Trên nửa ký. Trên không? Nặng thiệt. Có khúc đuôi không nè. Nó bò có lần 6 gì mà dạng chưa thấy rồi đấy. Ông phóng xuống rồi nữa mà. Tao về tao cất nhà đó đó mày không thấy hả? Đậu gió đó. Rồi đó, giao mấy mày nướng. Con luôn lộn hả? Vậy chứ nó kìa, nó không có máy, không có gà. Là mình tới bữa nay mình cắt nè mà nó bây giờ nó không. Nó nói đầu tiên nó nói mà nó dân nhất chứ cái bụng nhất đâu. Vô chính ghê gì kìa. Cò lúa đủ à, cò lúa là thằng mồi thằng mồi